Chào mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho người một cái máy bắn vít dùng pin 18V của hãng Inco. Đây là dòng một máy một pin một sạc nha anh em. Bởi vì mình biết nhiều anh em có nhu cầu không cao, mình không cần xài tới hai pin. Bởi vì người ta nhiều lúc nó xài gia đình hai pin thì nó không có xài hết. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho anh em, đây là một cái dòng một máy một pin một sạc và giá cực kỳ hấp dẫn luôn nha. Cái dòng này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 1.520.000. Nhưng trong cái chương trình giảm giá 5% đến hết ngày 31 tháng 5, anh em mua một máy một pin một sạc chỉ có 1.440.000 thôi nha. 1.440.000. Nếu tính đúng cho anh em nó là 1.444.000 ha, mình sẽ bớt 4.000, 1.440.000 cho cái máy này. Thì cái máy này nó gồm những cái gì? Nói chung là chương trình gần hết hạn rồi ha. Anh em mà có mua thì tranh thủ mua. Còn nếu mà qua hết ngày này thì cái giá nó sẽ quay lại cái giá cũ nha. Quay về cái giá cũ nó là 1.520.000 nha. Đây, nó gồm là một máy một pin một sạc ha, hàng chính hãng, bảo hành 6 tháng, pin sạc 3 tháng đó. Nó gồm cho chúng ta những cái đầu vít này nè ha, miễn có cái con vít, rồi những cái đầu bắn như đây ha. Nó gồm là 5 đó, 5 rồi 6 nè, 6 7 8 10 nha. 6 con này là nhiêu, là 7 nè 8 10 7 8 10 đó. Nó trang bị những con vít này thì đây là những cái con vít nào chúng ta có thể mở được ha. Ví dụ như đây mà sửa xe máy á, chúng ta có thể mở được những ốc vít 6 8 rồi ha, 10 rồi đó ha. Cái lực xoắn của con này là 120 N nha, trên đây ghi rất rõ nè. Tốc độ là 10, dòng điện pin 18V ha. Đầu là 6.35 ly, đát 2018, nó tốc độ quay tới 2000 vòng một phút. Cái lực xoắn con này là 120 N nha, 120 N, dòng có than. Thì những anh em mà để ý ha, những cái trường hợp mà nó sạc lửa là chuyện bình thường nha. Nó sạc lửa khi nào mà anh em xài, anh em để ý ha, khi mà mình khoan, mình bấm chứ không tải thôi. Còn khi mà anh em đưa vô bắn vít là nó không có sạc đâu nha, mình lưu ý ha. Anh em ha, khi mình bắn vít là nó sẽ không sạc bởi vì nó có tải rồi. Còn dòng không tải là anh em đang quay một đồ 2000 mà thắng là sạc lửa chuyện bình thường nha. Nói trước luôn anh em nào mà mua về mà demo thấy sạc lửa ha là chuyện bình thường ha. Còn mình bắn không tải á, nó bình thường, có tải thì nó sẽ không có sạc lửa đó. Thì cái dòng này là một máy một pin một sạc, pin 18V 1.5A, pin Leon của hãng Inco nha đó. Thì khi mà bên mình đã setup những cái dòng này là mình nhắm tới những anh em có nhu cầu không cao. Ví dụ như anh em mua về gia đình lâu lâu chúng ta xài có một lần thôi thì đâu có hết cục này đâu ha, đâu hết cục này. Cái này anh em có thể mua khoan vít Unica về chúng ta khoan được ha. Đầu với lục giác chúng ta khoan được, bắn vô tường được, khoan tường được đó nha. Thì chúng ta trang bị thêm vít Unica, tại cái con này tốc độ tới 2000 vòng một phút khá là nhanh, mà có búa nữa ha, giúp chúng ta khoan nó lẹ hơn đó. Thì với cái giá tiền thật sự anh em luôn khá rẻ luôn ha, chỉ có 1.440.000 cho bộ này thôi. Xài gia đình thì anh em để ý, mình để ý xài gia đình thì thật sự mà nó một cục pin xài nó là quá dư rồi nha, khá là dư rồi, không có mức độ mà thiếu đâu, trừ khi chúng ta xài công trình như vậy. Còn cái này chúng ta vẫn bắn to được, ví dụ như chúng ta gia đình chúng ta hôm nay cần lập to nên chúng ta sạc đầy cục pin này, hôm sau chúng ta bắn ha, cũng đâu có hết đâu. Sao một cái tấm to thực sự bắn đâu có mấy con vít đâu ha, anh em đếm một tấm to được mấy con vít ha, thì rất là tiết kiệm luôn. Bây giờ mình sẽ bắn thử cho vô gõ cho anh em xem coi tốc độ quay của nó nha. Đó, cái này đầu vít này là 6.35, xài chuẩn dài ngắn đều được nha. Đây nè, ở đây mình xài là chuẩn dài nè ha, nên anh em nhét vô thoải mái luôn đó, dài ngắn đều được hết. À, nên mình khỏi phải sợ nha. Cái chuẩn dài này nó có một cái ưu điểm á. Ưu điểm gì không? Anh em mua một cái đầu vít này nè, chúng ta xài được hai đầu. Anh em mua cái đầu vít này, chúng ta xài được hai đầu. Đầu này mòn, tôi đổ qua tôi xài đầu này. Mình bán con vít này, mình bán cái đầu trợ lực 500 này, mình cũng đã nghiên cứu ha, để anh em xài cho thông dụng nhất. Còn mình xài mà nó cái đầu 500 dính chung cái đầu vít, mỗi lần mà nó hư cái đầu vít này chúng ta giục cái cục 500 thì nó tốn tiền nha. Còn mình xài vậy anh em hư cái nào cũng thay cái đó nha. Đó nha, ok, chuẩn dài nó có cái lợi thế vậy nha. Rồi chúng ta sẽ bỏ trong đây nha. Thì đối với những cái máy bắn vít thì anh em không thể nào đòi hỏi nó đồng tâm được nha, không thể nào mà đồng tâm được đâu. Anh em thấy cái độ lắc không, thấy không, có đó, tại vì chúng ta bắn vít mà ha. Thì mình sẽ đem vít mình khoáng thử. Một lát mình sẽ thử cái độ đồng tâm giữa cái con này và những cái con của The World xem sao nha. Đó giờ mình chưa bao giờ mình làm gì luôn á, mà hôm nay làm thử luôn.
căn bản chủ yếu là cho anh em xem cái, cho anh em xem được cái tốc độ của nó thôi nha, chứ mấy cái gỗ này thì chuyện bình thường. Nha, rất là bình thường, nó chỉ khó chịu cái là tiếng búa ha, với lại cái móng vít này thì nó không có chỉnh tốc, anh em bóp bóp mạnh thì chạy nhanh, bóp nhẹ chạy nhẹ thôi nha, chứ nó không có cấp trượt chỉnh tốc như thằng Khoan. Đó, khá là lẹ ha. Chúng ta này dùng để mở, chúng ta mở xe máy cũng vậy ha, những cái này mở xe máy rất là ok luôn nha. Cái này chúng ta bắn vít xe máy, những con vít áo rồi đó nha, chúng ta mở nha, chúng ta siết vô, mà đối với con này siết mạnh quá là nó bung cái dàn nhựa luôn á. Chúng ta mở thôi, mở những con ốc thôi, rất là tốt luôn ha. Ok, khá là nhanh ha. Nói chung có những cái dòng mà anh em để ý ha, có những cái dòng mà nó quay chậm á, mở cũng đang chán lắm, còn những cái dòng mà nó quay tới 2000 thì lẹ lắm, quay tới 2000 nó lẹ lắm ha, cực kỳ lẹ luôn, nó lẹ giúp chúng ta cái công việc nó nhanh thôi, đỡ nhàm chán, chứ làm gì mà nó quay có chậm chậm như rùa thì nó chán lắm. Rồi, ok anh em á. Con này giá chỉ có 1.440.000 nha, áp dụng tới hết ngày 31 tháng 5. Qua ngày 6 là 1.520.000, một máy, một pin, một sạc. Đựng trong cái hộp nhựa giống như vậy. Ok ha. Bây giờ mình sẽ đem thử cho anh em, khoan nha anh em xem cái những cái con điều quơ mình bỏ cái dít thì xem sao. Chờ một chút. Rồi, trong cái video này sẵn đây mình sẽ thử luôn bốn cái con bắn vít của hãng Dewar đỉnh nhất của nó rồi đó nha. 878 885 886 887 cho anh em coi cái đầu vít này nó có đảo không ha. Trước mắt mình tháo cái thằng 500 ra ha. Trước mắt thì mình đây mình sẽ dài cái con này là của hãng anh em xem là từ nhanh đến chậm nha. Ok, ở đây mình thử vậy luôn nha, để mai anh em mua về khỏi phải lắc tắc, khỏi phải lăn tăn. Cái đầu này là nó dài là cái đầu này dài tầm khoảng 1 tấc 1 tấc 1 á. Anh em chờ một chút, mình sẽ đo luôn cụ thể cái đầu này dài bao nhiêu luôn. Đây 110mm nha, cái đầu này thì mình sẽ thử ok. Đó, nói chung nó có cái đầu rơ ha, nên chấp nhận được, bắn vít mà nó không phải như cái máy khoan mà nó kẹp ha. Với lại cái đầu vít mà khi anh em lúc ra thì nó vẫn có cái đầu lủng lẳng như vậy, tại vì cái con vít này nó sử dụng cái cơ chế là anh em chọc vô thì cái con vít nằm trong đây thôi, chứ nó không có kẹp được, nó không thêm cứng được. Rồi ok, tiếp qua cái con này là con gì đây, 787 nha, 787 xài chuẩn dài luôn nha anh em, 787. Ok, vẫn đảo ha.
Ok, đảo nha. Nói chung là con nào cũng đảo á. Kế tiếp cho anh em con này con gì đây? 887, đỉnh nhất của The World luôn. Nha. Con này cũng đảo luôn. Nói chung dám bảo đảm với anh em 100% luôn, khi mà nó xài những con vít này không có con nào đồng tâm như mua kẹp hết á, vẫn có đảo hết, quan trọng ít hay nhiều thôi nha. Đó, vẫn có đảo chút, bởi vì khi mà bản chất cái đồng vít này đưa vào nó lung lẳng này, em thấy không, nó lung lẳng vậy thì làm sao mà không đảo được. Nếu mà nói với anh em không đảo là không không có đúng nha, đảo trong cái cho phép thôi nha. Còn người ta muốn không đảo thì người ta mua cái con vít ngắn lại. Hai con này cũng đảo nè, nè thấy không, thấy không, con này là con gì đây, con này là con 886 nha, 886. Bởi chức năng bắn vít của nó thì nó đảo chút cũng không sao nha, bình thường. Ba dòng này đi sẽ chuẩn dài hết nè. Rồi, ok anh em ha. Quay lại con in cầu. Ok. Nói tóm lại, năm con này con nào cũng có đảo hết đó. Rồi vậy thôi. Ha, để anh em chấp nhận được. Thì bốn cái rò bắn vít, bốn những cái con bắn vít của hãng Điều Quay bên hàng mình đều có hàng sẵn hết đó. Mấy cái hàng này để đây để demo cho anh em xem nha. Rồi ok ha, anh em đang có nhu cầu mua cái con của hãng Total, con này liên hệ với mình ở số điện thoại bên dưới nha. Đó, giá cực kỳ hấp dẫn luôn, đang có chương trình khuyến mãi chỉ có 1.440.000 thôi, một máy một pin một sạc nha. Còn anh em nào muốn mua thêm cục pin cộng thêm 440.000, rồi vậy thôi nha. Thêm cục pin cộng thêm 440.000, rồi quá tuyệt vời. Thôi cảm ơn, xin chào, hẹn lại ha.